Rồi, chào cả nhà nhé. Hôm nay mình nhận con A02S này. Thì lúc này không có bàn tay nên là chính xác lắm luôn. Bế màn nha nè. Rồi, tiến hành xử lý luôn. Bên mình thì chuyên nhận sửa chữa thay thế màn hình ép kính, thay pin, sửa phun dòng máy nha. Anh em có dòng máy nào hư hỏng cứ alo ha. Chuyên bán máy cũ máy mới các loại. Anh em ở xa thì alo số điện thoại 0355 356 356. Còn anh em trực tiếp thì tới ngay phòng xe phân cát hoặc là ngay ngã tư phân cát, mình có hai tiệm ha. Còn một tiệm bên Đăng Hà nữa là 3. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ ủng hộ nha. Giá cả thì sẽ làm mức giá phù hợp nhất cho cả nhà nha. Màn này thì thấy đơn giản thôi. Màn thay bên mình thì sẽ dán cường lực hết cho cả nhà luôn. Nhanh gọn. Hư thì mình tháo ra, dạng tháo bỏ đó cả nhà, rất đơn giản ha, không có cần giữ ý tứ gì hết. Còn ép kính thì anh em tháo cẩn thận ha. Mình sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ khung viền nha anh em. Ok nha anh em, sau khi mình vệ sinh sạch sẽ hết rồi thì test màn mới nha. Test nó ok, dán cường lực và dán keo là xong. Nói chung công đoạn thay màn hình thì tầm 5 phút hơn là kết thúc nha. Khá là đơn giản, không có gì là quá cầu kỳ. Ok. À không ai ép. Ok nha anh em. Máy chạy chậm anh em. A02 thì anh em biết rồi, giờ chạy khá là chậm chạp, không có được nhanh nữa. Tết thơ sơ cái bàn phím nữa. Đó, ok nha anh em. Rồi, tiến hành tháo ra dán cường lực và dán keo nha. Vô keo anh em. Ok, vô màn nha anh em. Thank you.
ok nha anh em, nói chung là lên ngon lành ha. Anh có nhu cầu là thay thế sửa chữa gì cả luôn cho mình nha. Clip này mình xin tạm biệt ở đây. Thằng ai chào cả nhà, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới của kênh mình nha. Hẹn anh em clip tiếp theo nha.